Thưa quý vị, hôm nay 26 tháng 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Dự cuộc tiếp xúc có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng 1.225 cử tri, đại diện cho cử tri của các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng tại các điểm cầu. Cử tri thành phố Hà Nội đánh giá cao những nội dung được bàn thảo, quyết định tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, thể hiện tính dân chủ, trách nhiệm và rất tâm huyết, hợp lòng dân. Hoạt động giám sát tối cao thông qua chất vấn và trả lời chất vấn được nâng cao, có nhiều đổi mới trong hoạt động chất vấn như chọn đúng vấn đề, hỏi nhanh đáp gọn, cho thấy sự kế thừa và phát huy những kết quả kinh nghiệm trong các kỳ họp trước. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cử tri đánh giá những chỉ đạo, chủ trương, quyết sách đúng đắn của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở, sự vào cuộc tập trung để giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, vượt qua thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong tất cả các lĩnh vực. Bước đầu đạt được kết quả tích cực, nhất là công tác tiêm chủng đã triển khai nhanh và bao phủ rộng khắp các địa phương. Về phục hồi và phát triển kinh tế, cử tri đề nghị ban hành chương trình tổng thể về phục hồi và phát triển kinh tế, trước hết là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 mà Quốc hội vừa thông qua, sớm quyết định các gói tài chính hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển kinh tế, không để đứt gãy các chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm và có chính sách bảo đảm nguồn lao động cho các doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hạn chế các doanh nghiệp giải thể và tiếp tục có các giải pháp phù hợp để kiểm soát lạm phát, bảo đảm cho nền kinh tế xã hội phục hồi và phát triển. Thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu các ý kiến sâu sắc, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, thiết thực, cụ thể nhưng mang tầm chiến lược và trách nhiệm của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Để các nghị quyết của Quốc hội đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư nêu rõ, các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, các đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt các luật, nghị quyết vừa được thông qua. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chú trọng công tác giám sát, đánh giá để phát huy những mặt tích cực và khắc phục những bất cập, hạn chế. Trao đổi với cử tri về những vấn đề được thảo luận tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc là một trong những hội nghị lớn được triển khai nhằm xây dựng chương trình kế hoạch cho 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, dưới sự lãnh đạo toàn diện trực tiếp tuyệt đối của Đảng. Quốc hội làm theo chức năng của Quốc hội, chính phủ làm theo chức năng, mặt trận là đại đoàn kết. Thế rồi các khối nội chính phải là tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý một loạt. Nhân các bác nói về cái hội văn hóa thì tôi cũng báo cáo thêm đi, để các bác thấy là cái cách làm lần này của khóa chúng ta là như thế. Thì không biết có phải như thế là hợp lý không? Ai cũng thấy là rất cần thiết và hợp lý. Và từ nay trở đi nên duy trì theo cách thế. Chứ còn ra nghị quyết xong và thành công tốt đẹp, về chả làm gì cả, đâu vẫn đóng đấy. Đấy, vừa rồi một loạt dự án, cứ để tồn đọng đấy. Các bác phê bình đấy. Mà đã có nghị quyết phải làm quyết liệt chứ sao để lâu thế. Về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trước kia là dùng chữ tham nhũng, lãng phí, nhưng lãng phí thì hẹp quá, mà phòng chống tham nhũng không thì lại sót. Cho nên điểm mới là có chữ phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiêu cực là nghĩa rất rộng, nhưng trọng tâm ở đây chủ yếu là sự suy thoái về phẩm chất, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nó là cái gốc, nó dẫn đến tham nhũng. Nếu không suy thoái thì làm gì phải đi tham nhũng? Nếu đạo đức tốt thì làm gì phải tham nhũng? Trọng tâm là chống suy thoái về phẩm chất chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về lối sống. Cái này mới là cái gốc. Nếu mà anh đứng đắn, anh có đạo đức tốt, có tư tưởng chính trị tốt, thực sự vì dân, vì đảng, thì làm sao phải đi ăn cắp, đi tham nhũng. Anh tư tưởng anh xuống cấp, anh đi nói ngược, nói trái đường lối. Thế rồi đạo đức anh không tốt,
thì mới anh đi ăn cắp chứ, thì mới đi tham nhũng chứ. Nhưng mà trị từ gốc cái này, nên này thêm cái chữ tiêu cực và ý nghĩa là như vậy. Phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiêu cực thì nhiều lắm, nhưng mà nó trọng tâm là cái đó. Chứ không phải chỉ có lãng phí. Lãng phí thì khắc phục cũng dễ thôi. Người quản lý tiền nó thế, chứ nó có nhiều nó vung tay quá chán thành lãng phí. Cho nên lần này là cũng dân rất đồng tình ủng hộ. Rồi hôm qua các bác xem là trước khi họp Trung ương cũng xử lý một loạt đấy. Tôi yêu cầu muốn làm nào thì mà trước hội nghị Trung ương phải làm xong cái vụ thi hành 13 ông tướng ở trong quân đội, vụ cảnh sát biển đấy, công khai đấy. Hôm vừa rồi là quyết liệt để mà xử bằng được cái vụ y tế đi, thuộc bộ y tế. Những ý kiến bây giờ đang dịch bệnh thế này mà lại đi xử lý thì cán bộ y tế thì có nên không? Nói bảo việc nào đi việc ấy. Khóa này người ta đang làm rất tốt là chống những cái dịch bệnh. Nhưng mà đây là chuyện của khóa trước. Nó buôn bán dược với nhau, tham ô, tham nhũng. Rồi xử rồi, mới một bước thôi ạ. À. Phải làm tiếp. Ví dụ thế là không có ngừng, không có nghỉ đâu. Phòng chống tham nhũng lãng phí thì gọi là phòng chống tham nhũng tiêu cực. Mà tiêu cực đặc biệt là chống cho được cái suy thoái về đạo đức, về phẩm chất. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư yêu cầu chính quyền thành phố Hà Nội và nhân dân tuyệt đối không được chủ quan, phải chủ động các phương án, không để bị động, vừa phòng chống dịch nhưng vẫn tập trung phát triển kinh tế, giữ được ổn định chính trị xã hội. Tổng Bí thư cho biết, những ý kiến của cử tri quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng sẽ được các đại biểu Quốc hội tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng, tháo gỡ vướng mắc, giải quyết kiến nghị của cử tri.